Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách trình bày thể thức văn bản hành tranh theo nghị định số 30 2020 của chính phủ về công tác văn thư. Và nghị định này có hiệu lực từ ngày 5 tháng 3 năm 2020. À tất cả các văn bản như nghị định số 110, nghị định số 09 và thông tư 01 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị định 30 có hiệu lực. Như vậy thì mình sẽ so sánh thông tư 01 và nghị định 30 sẽ có những thay đổi và bổ sung như thế nào so với cái thông tư 01 trước đây. Đây là sơ đồ bố trí các thành phần của thể thức văn bản. Thì theo nghị định 30 thì mình sẽ có 29 loại văn bản hành chính với 25 loại thì có mẫu và 4 loại thì mình không có mẫu ha. Điểm thứ nhất các bạn cần phân biệt đó chính là về phong chữ. Đối với thông tư 01 thì phong chữ là tiếng Việt của bản mã Unicode. Nhưng mà đối với nghị định 30 thì bắt buộc là phải là phong Thai Roman của bản mã Unicode ha. Điểm thứ hai đó là về sử dụng khổ giấy A4. Đối với thông tư 01 thì sẽ sử dụng hai loại là giấy A5, giấy A4 và giấy A5. Nhưng mà đối với nghị định 30 thì đã thay đổi là chỉ sử dụng một loại đó là khổ giấy A4 và giấy giấy đứng đối với văn bản mà có bản bản biểu mà không được làm thành phụ lục riêng thì được trình bày theo chiều chiều rộng giấy nằm ngang rồi điểm thứ ba đó là thay đổi về cách đánh số trang đối với thông tư 01 thì cái đánh số trang là đánh ở bên góc bên phải của cái phần bên dưới của trang giấy. Nhưng mà đối với nghị định 30 thì đã thay đổi là phần đánh số trang thì phải được canh giữa theo chiều ngang và được đánh trên lại trên cái phần header. Cách đánh số trang là đánh từ số 1 và chữ số Ả Rập cỡ chữ 13 đến 14 kiểu chữ đứng. Đặc biệt là không hiển thị số trang cho trang thứ nhất. Không hiển thị số trang cho trang thứ nhất điểm thứ tư là cần lưu ý đó là đối với thông tư 01 sẽ có một số trường hợp loại trừ không điền vào một tên cơ quan chủ quản thì đối với nghị định 30 thì không nhắc đến một số trường hợp loại trừ đấy mà yêu cầu tên cơ quan ban hành văn bản và tên cơ quan chủ quản trực tiếp nếu có à, nếu có như các bạn đối với tên cơ quan chủ quản trực tiếp ở địa phương thì phải có thêm tên tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hoặc là quận huyện Thị xã thành phố hoặc là, là xã phường thị trấn nơi cơ quan đó đóng trụ sở phần tên cơ quan chủ quản trực tiếp và phần tên cơ quan ban hành thì có cỡ chữ từ size 12 đến size 13 cơ quan ban hành văn bản thì phải là đứng và in đậm đặt giữa bên dưới cơ quan chủ quản trực tiếp. À, phần tên cơ quan chủ quản trực tiếp thì à, in hoa đứng và à, không có in đậm. À, để cụ thể thì mình sẽ xem một số ví dụ nha. Quốc hiệu này thì mình sẽ có sai từ 12 cho đến là 13. Tiêu ngữ à, độc lập tự do hạnh phúc này phải lớn hơn một size so với à, phần quốc hiệu ở trên đây. À, ví dụ như là từ size 13 đến size 14. Có nghĩa là dòng trên là size 12 thì dòng dưới là size 13 là dòng quốc hiệu là sai 13 thì phần tiêu ngữ là sai 14 cơ quan ban hành văn bản đây chính là ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp thì do tên phần tên cơ quan ban hành văn bản có thể nằm trên hai dòng có thể nằm trên hai dòng và được in đậm đây cũng là chỉ có một cái tên cơ quan ban hành văn bản thôi đối với cái báo cáo này thì ở đây mình sẽ có tên cơ quan ban hành văn bản đây À, sai của à, tên cơ quan ban hành văn bản là từ sai 12 đến sai 13 đây, Cơ quan chủ quản trực tiếp chính là Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Thì đây là không có in đậm và sai từ 12 đến sai 13 Cái mục thứ năm đó chính là cái phần kính gửi à, Đối với công văn thì mình mới có kính gửi Theo thông tư à, 01 thì à, đối với loại công văn và tờ trình Thì mình sẽ có kính gửi à, Còn à, đối với nghị đị định... À, thì sẽ bổ sung thêm đó là cái phần báo cáo của cơ quan cấp dưới à, gửi cho à, cơ quan cấp trên thì phải có kính gửi. Như vậy mình nhắc lại lần phần một kính gửi nó chỉ có trong phần công văn và tờ trình và báo cáo. À, đối với thông tư 01 thì cái mục kính gửi á, thì nó là size 14. À đối với nghị định 30 thì cái mục kính gửi nó được sửa à, được bổ sung là có thể là từ size 13 đến size 14 và à, chữ đứng ha. Nghe mình xem ví dụ về một kính gửi ha Đây là một kính gửi của công văn à, công văn thì không có tên loại văn bản ha công văn thì chỉ có một kính gửi thôi và kính gửi nhiều đơn vị thì mình phải có gạch đầu dòng đó, xuống dòng gạch đầu dòng và cuối cơ quan nơi mà nơi nhận đó thì phải có dấu chấm phẩy và cuối cùng là dấu chấm đây mình sẽ có một cái một cái mẫu về tờ trình và báo cáo ha Đây là tờ trình nè tờ trình và báo cáo là loại văn bản có tên gọi cho nên mình sẽ điền cái phần tên phần tên của loại văn bản có tên gọi ví dụ như tờ trình nè thì bên dưới phải có trích yếu của tên loại văn bản tờ trình về việc gì đấy thì trong tờ trình thì mình phải có kính gửi kính gửi và cái loại tiếp theo đó là cái phần báo cáo cái loại báo cáo này là báo cáo của cấp dưới báo cáo lên cấp trên thì phải có điền kính gửi ha À đây à, phần tên của văn bản nè à, phần trích yếu nè rồi à, kính gửi nè đó như vậy mình nhắc lại à, kính gửi chỉ có trong thứ nhất à, chỉ có trong công văn à, tờ trình và báo cáo à, loại à, báo cáo của cấp dưới à, được báo cáo lên trên cấp trên ví dụ cấp trên của mình là ủy ban ba Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. là báo cáo của cấp dưới gửi cho cấp trên, đó là báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo cho cấp trên là Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các tổng cục ha. Mình có hai loại trích yếu nha. Một loại trích yếu là cho công văn nằm bên dưới của một số và ký hiệu. Nó nằm ở một năm b phần trích yếu của công văn thì nó là từ size 12 đến size 13. Và nó cách số và ký hiệu là 6BT nghị định à, cũng giống như là thông tư 01 không có gì thay đổi nhưng mà phần trích yếu của tên loại văn bản á, thì à, à, từ size 14 à, sẽ được đổi thành từ size 13 đến size 14 và bên dưới phải có nét gạch à, khoảng 1/3 đến 1/2 độ dài của chữ ha à, đây mình sẽ xem một số ví dụ của trích yếu ha Đây là phần trích yếu của công văn à, từ size 12 đến size 13 à, số và ký hiệu ở đây là size 13 nha à, địa danh và thời gian ban hành văn bản thì phải là size 13 đến size 14 trong phần địa danh này mình sẽ lưu ý là nếu như tháng 1 và tháng 2 thì mình phải ghi là 01 và 02 Từ tháng 3 đến tháng 9 thì mình sẽ không có ghi số 0 ở phía trước Rồi, à, Quay lại phần trích yếu của công văn thì trích yếu của công văn phải được canh giữa à, nằm bên dưới số và ký hiệu từ size 12 đến size 13 Cái phần loại trích yếu thứ hai đó chính là nằm bên dưới cái phần tên loại văn bản đây là trích yếu là tên loại văn bản là những cái loại văn bản có tên gọi như báo cáo, thông báo, tờ trình vân vân thì mình phải có trích yếu nằm bên dưới này là sai từ 13 đến sai 14 theo thông tư 01 cũ thì nó sẽ quy định là sai 14 nhưng mà nghị định này đã thay đổi là phần tên loại văn bản và phần trích yếu phải là sai 13 đến sai 14 rồi à, một điểm khác biệt ngay chủ số và ký hiệu à, đó là các bạn phải cần phải lưu ý là tên loại văn bản này à, nó phải à, được viết tắt trong cái phần phần số và ký hiệu à, ví dụ như đây là báo cáo thì đây là BC nếu đây là thông báo thì đây là phải là à, phải là chữ TB à, phần sau dấu gạch đó phải là tên của cơ quan ban hành à, được viết tắt à, như đây là sở tài nguyên môi trường nhưng mà đối với công văn công văn thì phần số và ký hiệu cần phải lưu ý thứ thứ nhất là sau cái phần số thì phải là tên của cơ quan ban hành văn bản sau cái dấu gạch đó là tên của cơ quan tham mưu như vậy tên cơ quan tham mưu là ở bên dưới nè cái mục nơi nhận nè mình có cái tên của cơ quan tham mưu nè à, mình ví dụ công văn thứ hai đó là phần số và ký hiệu ha số và ký hiệu này sau cái phần số là phải tên của cơ quan ban hành văn bản và cái phần sau cái dấu gạch này chính là cái cơ quan tham mưu ví dụ như là khoa giáo văn xã hay là khoa giáo văn xã và tên cơ quan tham mưu nó nằm cái mục cuối cùng luôn của của cái phần à, mục cuối cùng của cái nơi nhận ừ. còn đây là văn bản có tên gọi nè à, đây là tên loại văn bản quyết định à, phần số và ký hiệu ha thì đây là cái phần à, viết tắt của cái tên loại văn bản và phía sau cái gạch à, phía sau cái dấu gạch à, ngang đó là chính là cái phần viết tắt của tên cơ quan ban hành văn bản như vậy phần số và ký hiệu của công văn và cái loại văn bản có tên gọi nó khác nhau mình cần phải lưu ý ha mình rất dễ à, sẽ bị sai chỗ này rồi, tờ trình thì thế nào ví dụ như tờ trình cũng vậy tờ trình là loại văn bản có tên gọi cho nên tờ trình à, phải có cái chữ viết tắt của cái tờ trình ở đây đó, rồi phía sau này là à, sau dấu gạch đó là tên à, viết tắt của cơ quan à, ban hành văn bản À, một điểm lưu ý nữa của cái mục uh, trích yếu uh, của công văn nha. À, phần uh, trích yếu này so với lại cái phần số và ký hiệu phải là 6BT. một số 7 đó là uh, bổ sung uh, yêu cầu về cách trình bày căn cứ ban hành văn bản. Và đối với nghị định ca thì uh, cái phần căn cứ ban hành văn bản được ghi đầy đủ nè, gồm có tên loại văn bản, số, ký hiệu cơ quan ban hành ngày tháng năm rồi cả trích yếu nhưng mà ngoại trừ cái luật và pháp lệnh thì không ghi số ký hiệu cơ quan ban hành căn cứ ban hành văn bản đó phải được in thường và in nghiêng cỡ chữ 13 đến 14 rồi nằm bên dưới tên loại và trích yếu văn bản rồi xuống dòng bằng dấu chấm phẩy nhưng mà kết thúc phải là bằng dấu chấm còn đối với không tư một là dấu phẩy ha À, mình chỉ sử dụng à, tất cả mình à, chỉ sử dụng theo cái, cái quy định của nghị định nha mình sẽ có ví dụ nhé căn ví dụ về căn cứ nè à, căn cứ văn bản đây là sai à, 13 ba đến sai 14 bốn rồi à, in nghiêng nhé đó đối với luật và pháp lệnh thì không ghi số ký hiệu và cơ quan ban hành à, đối với các loại văn bản khác như là nghị định nè thì phải có ghi đầy đủ số ký hiệu nè ngày tháng năm à, cơ quan ban hành nè và ghi cả phần trích yếu Đấy. Rồi à, sau mỗi cái căn cứ thì phải là cái dấu chấm phẩy à, Cuối cùng đó là dấu chấm nha Đây là dấu chấm Một à, điểm số 8 là về phần nội dung Trong nghị định không thì à, chỉ rút gọn lại là không có à, khoảng cách tối thiểu giữa các dòng trong đoạn là dòng đơn hoặc là 15 bt là nó sẽ bỏ nè Đây, Mình chỉ có là dòng tối thiểu là dòng đơn và tối đa là 1.5 like À, khoảng cách giữa các đoạn là 6 pt à, còn first line thuộc đầu dòng của các đoạn là từ 1 đến 1,27 cm à, kiểu chữ đứng và size 13 đến size 14 canh lề đều ha, canh lề à, đều hai bên như vậy thì mình sẽ à, xem cái à, một số cái ví dụ à, ví dụ ha đầu tiên là à, size từ 13 đến size 14 khoảng cách giữa các đoạn là 6 pt khoảng cách giữa các dòng trong đoạn là từ dòng đơn và dòng đơn single hoặc là dòng 1.5 line thuộc đầu dòng first line là từ 1 cm 1 đến à, 1,27 cm 1,27 cm và canh đều canh đều hay là canh đều À, có bổ sung theo nghị định thì có bổ sung về cái uh, chữ ký số của người có thẩm quyền và uh, ký trên uh, văn bản giấy màu xanh uh, chữ ký màu xanh và định dạng là BNG ở nền trong suốt và uh, chữ ký phải là mực màu xanh nhé dấu và chữ ký số của cơ quan và tổ chức uh, đối với uh, văn bản mà có kèm cùng cái tệp á, thì uh, cái ký số á, uh, chỉ thực hiện ký số văn bản mà không có ký số trên văn bản kèm theo. Nhưng mà đối với khác tệp thì mình phải có à, có cái ký số của cơ quan à, trên phần văn bản à, kèm theo bên góc bên phải ở trên đầu trang. Mình ví dụ ở đây. Ở đây là vị trí số 14 nha. À, về phần phụ lục thì mình sẽ có kèm theo văn bản à, trên mỗi phụ lục à về số nè. À, ngày tháng năm đối với văn bản giấy còn đối với văn bản điện tử thì không không cần phải điền thông tin tại vị trí này à, đối với phần phụ luật thì sai à, cỡ à, in in thường và cỡ chữ 13 đến 14 in nghiêng đối với phụ lục cùng tệp thì văn à, thư chỉ thực hiện ký số trên văn bản mà không có thực hiện ký số trên phụ lục đối với khác tệp không cùng tệp thì phải có ký số trên từng tệp kèm theo Rồi, à, mình xem lại à, cái phần mà à, lề Lề của giấy thì nó cũng giống như thông tư 01 không có gì thay đổi ha. Phần nơi nhận và ký hiệu đánh máy và số lượng ban hành phát hành cũng giống như thông tư 01. Ví dụ như chữ nơi nhận. Ví dụ như chữ nơi nhận này là size 12 và in nghiêng đậm. Còn bên dưới cái nơi nhận này đó là chữ đứng và size 11. À cuối các gạch đầu dòng thì là dấu chấm phẩy, cuối cùng là dấu chấm. À, phần dòng cuối cùng của nơi nhận đó là cái nơi à, viết tắt của văn thư và cái nơi à, tham mưu cái công văn này à, Và có thêm là tên của cái người à, đánh máy và số lượng à, phát hành Đây, Mình chú ý thêm nữa là, là ngay chỗ cái bên dưới trích yếu của công văn cái chỗ này à, có cái à, dấu về chỉ mức độ mật hoặc là mức độ khẩn Ví dụ này mình có cái một cái mức độ khẩn nặng hay là hỏa tốc luôn nên là à, kính gửi nè đây chính là cái một chỗ nơi nhận nè như vậy thì cái nơi nhận này phải có chữ như trên à, nơi nhận này cái dòng đầu tiên phải là chữ như trên đây. tiếp theo mình phân tích cái cái loại mà trình bày của cái loại giấy mời ha à, đây là cơ quan ban hành văn bản nè số và ký hiệu nè đây là giấy mời là loại văn bản có tên gọi cho nên này mình phải viết tắt chữ giấy mời nè tên ban hành văn bản nè tên cơ quan ban hành văn bản nè rồi là mức độ khẩn nè, mức độ khẩn. Đây là phần trích yếu, ha, đây là phần trích yếu của cái giấy mời và bên dưới trích yếu của các loại văn bản, các loại văn bản bên dưới phần trích yếu là phải có cái dấu đường gạch ngang như thế này, khoảng từ 1 phần ba đến 1 phần hai so với độ, độ độ rộng của cái phần trích yếu ha trong cái giấy mời à, nó sẽ có cái chỗ là à, trân trọng kính mời ai đấy ha, thì à, cơ quan nè cơ quan ban hành văn bản nè à, trân trọng kính mời rồi bên dưới này là à, đơn vị hoặc là cá nhân được mời à, phần hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc đó. cảm ơn các bạn đã theo dõi